Frank được coi là một trong những siêu anh hùng đầu tiên của thế giới Marvel. Tuy không có năng lực phi thường nhưng anh lại có một sức sống mãnh liệt và khả năng chiến đấu tuyệt vời. Chỉ vì cách trả thù quá tàn độc của mình mà anh đã không được thế giới cũng như các siêu anh hùng khác công nhận. Cả nhà hãy cùng xem bộ phim Kẻ Trừng Phạt để biết lý do tại sao Frank lại trở nên như vậy nhé. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối khi hai nhóm giang hồ mạng đang tiến hành giao dịch buôn bán vũ khí. Người đang ngậm điếu thuốc chính là Frank, một tay buôn hàng nóng xuyên biên giới. Còn kẻ đối diện là con trai của một ông trùm khét tiếng. Khi hai bên vừa kiểm tra hàng xong thì bất ngờ cảnh sát ập đến bao vây toàn bộ nơi này. Cả đám đều hoảng sợ không biết thằng khốn nào đã chim lợn cho bọn cướp đến. Đột nhiên, Frank rút súng ra định bắn trả nhưng lại bị cảnh sát bắn liên tiếp chết ngay tại chỗ. Đám giang hồ mạng thấy vậy cũng cầm súng lên và cái kết cả bọn được nằm đắp chiếu ngay ngắn. Huy chỉ có tên lùn đã khôn ngoan cúi súng nên mới sống sót. Khi đến nơi an toàn, Frank bất ngờ bật dậy từ trong túi đựng xác. Hóa ra nam chính của chúng ta là một đặc vụ ngầm do FBI cài vào. Cái chết giả này sẽ giúp anh thoát khỏi sự trả thù của ông trùm. Sau đó, Frank bước ra và được tất cả đồng nghiệp chào đón. Họ thể hiện sự tôn trọng hết mực đối với anh vì đây chính là nhiệm vụ cuối cùng trước khi anh về hưu. Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như dự định nhưng nam chính không biết rằng sau ngày hôm nay những điều tồi tệ nhất sẽ đến với anh. Phía bên kia, ông trùm Hogwarts đã hết sức tức giận sau khi biết tin con trai đã bị giết. Với thế lực quá lớn của mình, hắn đã nhanh chóng mua chuộc cảnh sát và biết được Frank chính là đặc vụ ngầm. Trong lễ tang của con trai, hắn đã ra lệnh cho đàn em truy tìm và giết toàn bộ gia đình anh. Tại một hòn đảo nhỏ, Frank đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình bên gia đình. Họ vui đùa bên nhau rất hạnh phúc mà không biết rằng đoàn quân tử thần đang đến. Nam chính lúc này đang chiêm ngưỡng bộ sưu tập súng của bố thì tiếng súng vang lên. Mẹ của anh đã bị trúng đạn và ngã xuống. Tiếp đó là một màn mưa vào những người ở đây khiến họ bỏ chạy toán loạn. Vợ và con trai của anh đã kịp chui vào một gầm tàu để lần trốn. Người bố liền ném súng và đạn cho Frank để chống trả. Tên sát thủ từ từ tiến đến nhưng vừa mở cửa ra thì ăn ngay một viên sóc lọ, chết không kịp chăn chối. Bọn này rất tàn ác vì trên đường tiến vào đều giết chết tất cả mọi người mà chúng nhìn thấy. Hai cha con Frank cầm súng chạy ra hỗ trợ nhưng đã quá muộn rồi. Bất ngờ một tên sát thủ từ phía sau đã bắn lén bố anh. Anh lập tức lao ra đánh bay súng rồi lên gối cho hắn một phát vào bụng. Lúc chuẩn bị bắn thì một tên to con lao ra siết cổ anh. Bằng chút sức lực cuối cùng, bố của Frank đã cầm dao xiên chết cụ thằng to xác rồi nhắm mắt. Lúc này vợ con của anh đã bị bọn sát thủ phát hiện. Cô chạy đến lấy xe ô tô và phóng đi. Ngay lập tức bọn chúng cũng lên xe đuổi theo hai mẹ con. Nhưng chưa chạy được bao xa thì chiếc xe của hai người đã bị bọn sát thủ bắn thủng lốp rồi lộn nhào ra đường. Cả hai chui ra khỏi xe và chạy về một căn nhà bên bờ biển nhưng cửa đã bị khóa. Họ tiếp tục dìu nhau chạy về phía cây cầu, còn đám sát thủ thì đuổi ngay đằng sau. Và rồi những tên máu lạnh này đã cán ngang qua người hai mẹ con. Frank chạy đến thì vợ và con trai của anh đã trở thành cái xác không hồn mất rồi. Anh đau khổ ôm lấy thi thể hai người gào thét trong tuyệt vọng. Đúng lúc đó bọn sát thủ đã quay trở lại. Anh cầm súng điên cuồng bắn bọn chúng nhưng mới bắn được mấy phát thì đã bị trúng đạn rồi gục xuống. Thằng con út của ông trùm tự tay cầm súng kết liễu anh nhưng bắn vào đầu thì éo bắn nó lại bắn vào bụng anh. Sau đó chúng đổ xăng ra xung quanh và châm lửa đốt. Vụ nổ lớn khiến anh bay xuống dưới biển. Bọn chúng tưởng Frank đã chết nên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên chúng không biết được rằng anh là nhân vật chính và có ông đạo diễn che chở nên vẫn còn sống. Một người ngư dân đi qua thấy Frank đang nằm thoi thóp liền cứu về. Còn bên này, ông trùm cùng với vợ con và tên đàn em đầu hói đang nâng ly chúc mừng việc trả thù đã thành công. Hogwarts hết mực yêu thương vợ con nhưng hắn lại là một người đàn ông hay oèn. Khi thấy vợ và tên đàn em đầu hói nhảy đầm, hắn cảm thấy cái đầu của mình mọc sừng. Về nhà hắn mua tặng vợ một cặp bông tai bằng kim cương. Sau đó tôi chỉ còn nghe thấy tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ tội nghiệp đang bị cây gậy thịt đâm liên tiếp vào người. Một thời gian sau, Frank đã dần hồi phục lại sức khỏe. Nhìn cảnh tượng xung quanh nhà của mình, anh phẫn uất không nói thành lời. Nỗi đau mất gia đình càng khiến Frank mạnh mẽ hơn. Anh đập tủ lấy khẩu súng và thề rằng sẽ giết hết bọn chúng để rửa mối thù cho gia đình. Nam chính thuê một căn hộ bên ngoài thành phố để làm kho vũ khí. Sau đó còn cải tạo xe bằng cách lắp thêm các tấm thép chống đạn lên cửa kính. Tại đây còn có 3 người khác sinh sống. Họ đều là những người bị xã hội ruồng bỏ. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, anh tìm đến tên lùn rồi treo ngược hắn lên trần nhà tra khảo. Vốn đã nhất gan mà làm việc cho ông trùm bao năm nay không được Hogwarts trọng dụng nên hắn đã khai ra tất cả. Việc kinh doanh của ông trùm có liên quan đến hai anh em người Cuba. Bọn chúng hiện đang nắm giữ toàn bộ hệ thống gái gọi và sòng bạc dọc bờ biển. Chúng chuyển hàng tỷ bi đen vào ngân hàng của Hogwarts để rửa tiền mỗi năm. Sáng hôm sau, Frank đến tìm gặp đồng nghiệp. Bọn họ đều ngạc nhiên vì tưởng rằng anh đã chết. Nam chính trách mắng họ đã nhận tiền hối lộ của Hogwarts mà bỏ qua vụ sát hại gia đình mình. Anh tuyên bố nếu pháp luật không trừng trị được thì để bố mày tự giải quyết. Sau đó, Frank lẻn vào ngân hàng của Hogwarts và uy hiếp hai nhân viên nhét đầy tiền vào một chiếc vali, rồi bắt họ ném tất cả số tiền còn lại ra ngoài cửa sổ. Người dân thấy tiền lập tức bù vào hưởng lộc trời ban. Nam chính bước xuống bắn chết hai tên đàn em của ông trùm. Bọn chúng cũng là hai tên trong nhóm đã giết gia đình anh.
Khi biết được tin, Hogwarts liền tức cay cả ré lên. Hắn la mắng đàn em làm ăn như cái đầu rùa và bắt bọn chúng phải tiêu diệt bằng được Frank. Số đen vẫn bám theo ông trùm khi hai anh em người Cuba đến bắt hắn bồi thường lại số tiền mới mất. Cùng với đó là sự đảm bảo an toàn khi gửi tiền vào ngân hàng của Hogwarts thì mới làm ăn tiếp. Mấy anh cứ yên tâm, đây chỉ là sự cố nhỏ thôi. Một hôm, người yêu cũ của cô hàng xóm tên Jan say rượu đến đòi líu lều lêu. Hắn điên cuồng đập cửa inh ỏi khiến mọi người xung quanh không ngủ được. Anh gầy Toro bước ra kêu hắn đi về. Bần quá thì tao cho một sĩ tới quất lâm tự mà húp sò lông. Tên say rượu tức giận lao tới chửi Toro cái lịt mẹ mày, bây giờ húp sò ít cũng phải ba sĩ. Mày cho bố có một sĩ thì húp cái gì? Frank thấy hắn ta đánh người liền bảo thiếu tiền thì lại đây tao cho này. Thằng này tưởng thật cầm con dao múa may để ra oai. Ai ngờ bị nam chính đấm cho lỗ mũi ăn trầu. Anh còn múa dao cho hắn biết thế nào mới là cao thủ. Qua chuyện này mọi người rất nể phục Frank. Người đẹp Joan bày tỏ lòng cảm ơn và dường như cô nàng đã có tình cảm với anh. Nhưng vì vừa mới trải qua nỗi đau mất gia đình nên nam chính vẫn chưa thể mở lòng. Tối đó, nhân lúc vợ của Hogwarts đang đi xem phim, Frank đã lẻn vào rồi dùng điện thoại để gọi cho tên đầu hói. Anh nói rằng mình đã có trong tay hình ảnh của hắn và bạn trai. Nếu không muốn bị lộ là người đồng tính thì mang tiền đến khách sạn để giao dịch. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Khi ấy, anh lái xe của cô vợ tên trùm tới khách sạn. Trên đường đi, cố tình để cảnh sát lập biên bản phạt tiền, tạo ra bằng chứng hai người lén vụng trộm với nhau. Khi biết đàn em đến nhà nghỉ với vợ của mình, Hogwarts liền tra hỏi. Nhưng đầu hói một mực khẳng định không đến đó. Dù có nhiều hoài nghi nhưng đầu hói đã đi theo hắn hơn 20 năm nên tạm thời cho qua chuyện này. Sáng hôm sau, khi đang đi trên đường, một tên sát thủ đã tìm đến Frank. Vừa xuống xe, hắn liền lôi sóc lọ ra bắn tới tấp về phía anh. Frank nhanh chóng kéo tấm chắn đạn xuống rồi đạp ga phóng lên trên cầu. Vừa mới chạy chưa được bao xa thì lại bị một cô gái chơi bóng lao ra giữa đường. Anh lập tức đánh lái để tránh nhưng không may va vào một chiếc xe khác làm xe của anh lật ngửa bụng. Tên sát thủ kia cũng vừa đến nơi nhưng bắn thì éo bắn lại cứ đứng sàm lông. Thế là bị Frank dùng dao phóng lợn giết chết tại chỗ. Đến tối, trong lúc con trai của ông trùm là Quentin đang giúp bố vận chuyển tiền cho hai anh em người Cuba thì phát hiện con tàu đã bị nam chính gài bom. Lập tức hắn nhảy ra khỏi đó, còn đống tiền thì bị biến thành cho bụi. Hogwarts cay giái đến cấp độ 7, đang la mắng đàn em thì hai anh em Cuba đến đòi tiền. Ông trùm bắt đầu lật lọng quát lớn, bố éo trả tiền đấy, mày làm gì được nào? Có giỏi thì đến nhà tao mà ném mắm tôm này. Hai tên người Cuba há hốc mồm ngạc nhiên nhưng cũng chẳng thể làm gì vì đây là địa bàn của hắn. Lịch vẹ nhớ mặt bọn tao đấy con chó. Còn Frank lúc này được những người hàng xóm tốt bụng mời ăn tối vì đã giúp bọn họ đuổi tên thả dâm giống lão xếp của tôi đi. Khi sắp dùng bữa xong, anh mập liền ra hiệu cho anh ấy đứng lên để cho cặp đôi có không gian riêng. Frank ngại ngùng đứng dậy rồi đi ra hướng cửa sổ, nhưng ngắm gì thì tôi cũng méo biết. John tiến lại gần dùng tâm hồn to tròn mịn quyến rũ anh. Nhưng Frank rất cứng rắn liền từ chối rồi quay về phòng để xem phim sẽ gầy. Đang làm ngụm rượu để lấy tinh thần thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Anh tưởng là hàng xóm nên đã cất súng đi ra mà không hề phòng bị. Bất ngờ một tên to con người ngã lao vào đấm vào ảnh đại diện của anh. Nam chính nhanh nhẹn đánh trả lại nhưng căn bản không khác gì mũi đốt cột điện cả. Chỉ mới giao đấu mà anh đã bị đối phương bón hành cho ăn ngập miệng. Biết không thể chơi solo tay đôi nên Frank chơi bẩn dùng dao đâm vào vai hắn. Ấy vậy mà tên này chẳng hề hấn gì còn cười đều. Hắn túm nam chính nhấc lên cao rồi dùng dao đâm thẳng vào vai anh. Tên to xác đập anh thêm vài phát rồi ném anh vào gần nhà vệ sinh. Anh nhanh chóng chui vào lấy lựu đạn đã giấu từ trước ném ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ai ngờ thằng to xác này lại là tuyển thủ bóng chày đánh quả lựu đạn quay trở lại. Frank lập tức chui vào bồn tắm để trốn. Vụ nổ làm rung chuyển tòa nhà nhưng mấy người hàng xóm đang quẩy vina hay nên vẫn không biết gì. Tên to con dùng bồn cầu đập một phát khiến nam chính bay xuyên tường, sau đó kẹp đầu anh vào cánh cửa tủ lạnh. Anh định rút súng bắn thì lại bị hắn đập bẹp mẹ cả đầu súng luôn. Thằng này đúng là trâu bò đầu thai mà. Đánh chán trong nhà anh chưa đủ, hắn còn lôi anh qua nhà hàng xóm để đánh tiếp. Mọi người đều hết sức kinh hãi nhưng chỉ biết trố mắt đứng nhìn. Frank nhân cơ hội dùng nồi nước sôi hất vào mặt đối thủ, sau đó lao tới húc hắn ngã xuống cầu thang. Sau khi lộn vài vòng, tên to xác gãy cổ chết, còn anh cũng ngất đi vì kiệt sức. Ba người hàng xóm lập tức đưa anh lên phòng để sơ cứu vết thương. Đúng lúc này người của Hogwarts tìm đến. Anh đang bị trọng thương nên không thể đánh nhau được nữa. Bọn họ đánh dấu nam chính vào hầm thang máy rồi để cho hai anh hàng xóm ra ngoài đối phó. Đám mafia tiến vào hỏi Frank đang ở đâu nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của hai người. Lúc này anh gầy tỏ ra rất nghĩa khí khi kêu bọn chúng ra nói chuyện với mình và buông tha cho anh mập. Tra khảo không được, tên hói liền dùng kìm nhổ hết khuyên trên mặt anh nhưng anh vẫn nhất quyết nói không biết gì. Hắn nghĩ rằng mình tra tấn tàn ác như vậy thì chắc chắn anh gầy không nói dối. Vì vậy đã để lại một tên đàn em để canh gác rồi nhanh chóng rời đi. Bên này không biết nam chính ăn cái gì mà hồi phục nhanh như vậy. Anh xông ra ngoài chém chết tên canh gác. Sau đó anh quay lại hỏi vì sao người hàng xóm không khai để đỡ chịu đau khổ. Anh gầy nói rằng vì Frank đã hứa sẽ dẫn mình đến Việt Nam thưởng thức đặc sản ghẹ ba miền. Nam chính rất cảm kích liền nhờ anh mập đưa anh gầy vào bệnh viện, còn mình chuẩn bị lên đồ đi báo thù.
người đẹp muốn can ngăn nhưng không được đành rời đi. Frank vẫn lặp lại thủ thuật cũ là nhảy xe vợ của tên trùm và lấy đi khuyên tai của ả, sau đó gọi điện cho đầu hói ép hắn phải mang tiền đến khách sạn hôm trước để chụp ảnh nóng. Tên đầu hói này vẫn ngu ngốc tin lời bị nam chính lừa cho mấy lần vẫn không sáng mắt ra. Cùng lúc đó, tên lùn mang giấy phạt tiền xe của vợ Howard cho hắn xem. Đây cũng chính là địa điểm mà thằng đàn em của mình đang đến. Chẳng lẽ mỗi tối mình đều hôn cái đầu khớp của nó thông qua bờ môi của vợ ta? Hắn càng nghĩ càng thấy không đúng nên đến nhà của đàn em xem thử. Kết quả hắn tìm thấy bông tai của vợ ở trên giường. Howard tức giận điên cuồng đâm chết đàn em của mình. Còn tên hói đến lúc chết vẫn không hiểu vì sao mình bị giết. Em là người đồng tính thì làm sao đút củ khoai vào cái lò của vợ đại ca được. Đến khi cô vợ về đến nhà thì thấy ông trùm ném hết đồ của mình xuống đất. Hắn ném biên bản nộp phạt ra để làm bằng chứng cô ngoại tình. Người vợ nhìn thấy liền hốt hoảng giải thích tên hói là người đồng tính nhưng Howard không chịu nghe. Ghen tuông đã làm cho hắn mù quáng tát cho cô vợ một cái muốn rụng cả hàm. Sau đó hắn chở vợ ra một cây cầu lớn rồi ôm vào lòng. Mặc cho người từng đầu gối tay ấp có van xin hắn vẫn nhất quyết ném cô ta xuống đường sắt bên dưới. Đúng lúc đó một đoàn tàu đi ngang qua. Tên trùm trở về liền phát cho đàn em mỗi thằng 50.000 đô và thêm 50.000 nữa cho ai giết được Frank. Gặp tôi là tôi ôm tiền cao chạy xa bay rồi, ngu gì mà ở lại bán mạng cho một thằng khốn. Mà khi ấy nam chính đã có mặt bên ngoài dinh thự của hắn. Sau khi tiêu diệt tên lính canh cửa anh liền đặt bom vào cổng ra vào. Trên tầng lũ đàn em vẫn không biết gì còn thảnh thơi gọi rượu vang bên dưới lên uống. Frank gửi chai rượu với quả lựu đạn lên cho chúng. Khi tên đàn em vừa nhấc chai rượu ra thì xin là xin vĩnh biệt các cụ. Anh lập tức lao lên nổ súng giết chết hai thằng còn sống. Lúc này một tên tóc dài cầm sóc lọ bắn vào người anh. Mà bắn vào đầu thì éo bắn lại thích bắn vào bụng anh cơ. Kết quả là bị Frank tiễn đi tây thiên thỉnh kinh. Tên trùm hoảng sợ vội cùng đàn em chạy xuống dưới nhà định bỏ trốn. Nhưng chạy thấy méo nào được khi anh đã cài bom ngay cửa ra vào. Thằng đàn em vừa mở cửa ra thì bị vụ nổ thổi cho tan xác. Khi ấy anh tìm thấy con trai của Howard đang bị chiếc tủ đè lên. Frank liền cài cho nó một quả bom nặng xương xương 4 cân và nói rằng cố gắng giữ tư thế nhẹ nếu không thì bay màu dáng chịu. Sau đó anh chạy xuống nhà và đuổi kịp tên khốn Howard. Mà lúc này vì không giữ nổi quả bom nên con trai của hắn đã bị nổ cho tan tành. Tên trùm cay giái định rút súng ra bắn anh nhưng anh đã nhanh tay hơn một nhịp. Sau khi bắn gục đối phương anh liền cột hắn vào chiếc xe rồi cho nó tiến về bãi đỗ xe mà mình đã cài bom sẵn. Cả bãi xe phát nổ còn Howard thì bị nướng mọi trong biển lửa. Trả thù thành công, Frank trở về nhà thu dọn đồ đạc. Anh không quên nói lời tạm biệt John rồi mới rời đi. Trước đó anh đã đem vali tiền từ chỗ tên trùm chia cho ba người hàng xóm tốt bụng. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.